Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình tiếp tục lên hộ anh đào hoa. Đấy, hôm nay anh sẽ làm cầu ở trên này. Anh đào với một chú đi trước rồi. Hôm nay mình lại đi sau. Đấy, hôm nay sẽ lên hộ anh đào làm cầu. Mình vì để xe dưới kia bây giờ phải đi bộ lên. Hôm nay trời cực kỳ là nắng gắt. Đấy. Hôm qua thì anh đào hôm qua mình bận việc thì anh đào cũng bảo mình lên giúp, nhưng mà hôm qua thì mình bận nhiều việc quá là không lên giúp được, thì anh đào đã chặt một số cây ra đây rồi. Đấy. Mai bắt đầu mới buộc nhá. Buộc bốn cái cây này với nhau, xong là giằng lại với nhau để cho lúc mình bước đi thì nó đỡ bị trượt chân này. Buộc xong là đóng đinh vào thành đường đi luôn. Anh đào với chú đang cắt mấy cái cây ở trên kia để mà lấy xuống đây gia cố thêm cái cầu này. Giờ mình sẽ đi lên trên kia. Cú hạ cánh rất an toàn. Ôi, cây này bị thối rồi. Đoạn này thôi. Mối sông này. Cây này mối sông gốc à.
lập. Anh đo trừ nó ra đoạn này. Đo từ đoạn này này. Đấy, nó đến đoạn cái đoạn này đâu mà, đoạn bầu này mà. Qua cái này đi. Đấy. Chỗ này đi. Ừ, đấy. Nó thừa ra tí cũng được. Cây này cong nhỉ? Một đoạn gốc thẳng trên cong. Với luôn rất là khó mà. Cái này một chút khác rồi. Mà chút khác này rồi, chút khác rồi, giống này rồi. Dạ. Lần hỏi là phải cắt về khác luôn. Cây từ... gốc rồi chia ra không khí không đủ đấy, đấy đoạn thẳng đấy luôn rồi. Tí xuống ngồi bờ suối là ngồi đây anh Đào? Ngồi đây luôn, tại chỗ luôn. Ngồi đây mát hơn à? Ừ. Nhưng mà em nghĩ ra bờ suối kia ngồi mát hơn nhé. Trong này không có gió. Sáng nay anh lấy cái gì lên đây? Mang thức ăn em. Tí mồi. À, lòng phèo à? Lòng phèo, với tí rượu. Anh em ăn bình dân thôi. Nhà xa quá. Mình uống tại chỗ. Thế tí là phát cái chỗ này quang quang đi nhỉ, xong tí ngồi đây luôn nhỉ. Đấy, tí anh em mình sẽ ngồi ăn cơm trưa tại đây luôn. Trong này có cái gì ấy? Bát à? Bát. Đậu phụ lòng gan à? Gan này, lòng này, đậu phụ này. Anh có mang mì tôm, mì mang cơm gì không? Anh có mang cơm không? Anh Đào ơi, anh uống nước ở đâu ấy? Anh Đào ơi, đưa anh lấy nước ở đâu ấy? Định bảo anh Đào là lên ngồi cái chỗ lên trước mình lên tắm kìa, chỗ cái hang ở trên kia ngồi mát hơn. Nhưng anh bảo là ngồi ăn cơm đây xong là trưa mới ra đấy nằm, hôm chiều mấy anh em lại bắt đầu làm tiếp. À đây, nước đây. Đây nước nguồn dẫn từ trên đầu nguồn xuống mà đi qua đây. Uống luôn trực tiếp luôn. Nước nguồn nước sạch nha các bạn nhé. Cái gái nhỉ.
Cái này tận dụng đi. Đó, tổ lông này cắt xí nó hạ nó. Hôm nay quên mang vung cho nên lâu sôi quá. Nó mà sôi rồi em. Anh làm một cái làm một cái thìa ấy. Làm một đôi đũa để mà ấy đảo này. Đây. Lấy cây chè này. À, tí đun lá chè xanh uống luôn nhỉ? Thế em ngồi đây. Anh lấy cọ ra đây giải được người á? Ừ. Ngồi, anh đang ngồi dịch xuống dưới này tí, không tí ở bên trên này gần bếp nóng á. Thì tí mình tập bếp đi. Cô vùng nó lâu sôi đi. Ấy, anh chống cẩn thận vào, nó lại đi ấy, lấy cái ấy này, ừ, đấy chặt một cái cây chống nó, ngắn thôi không cần dài đâu, cây ngắn là được mà. Đấy. Xe lửa rồi. Như kiểu cắm trại luôn đấy nhờ. Xem lửa bếp ấy. Ở đây còn miếng đậu phụ anh không cho vào nốt à? Chỉ để vào thôi, đóng. Đấy. Cho vào luôn đi. Dạ. Dạ. Cơm đây anh Đào ơi. Bốn gói mì tôm. Âu cơm. Ngồi ta trận luôn nhờ. Mát quá. Ở đây mát mà gió này. Đấy. Các bạn nhìn thấy lá cây chưa? Đúng đưa này, gió to lắm. Đây, cậu uống rượu à? Nhà Lưu uống rượu. Sao anh không vớt cái đít nó nhọn nhọn xong là uống xong cắm xuống đất này này? Thế là anh để, anh cầm này liên tục à? Uống xong để xuống. Có thể sao phột đâu mà đâu. Chút có lửa. Ở giữa đâu rồi. Để người ta uống lại đi. Giờ đi pha cái băm sẵn của nó có mà mệt. Có quả bắt đấy nhá. Đây không có đâu. Hôm nay trời khô nắng này không có. Nên bình thường trời mưa có ấy. Đi lấy quả vải về một chùm ăn. Điều đó. Ừ. Cây bế thì ăn được rồi, hơi vàng rồi. Tốt. Ừ? Ăn tốt. Dưới này có cây vải mà nhờ. Ừ. Sai phết đấy chứ. Bên kia có một cây to. Ngon phết, vải chín rồi. Này làm cái cốc bé quá như sáng nay anh cắt được 5-6 cây ấy nhờ. 7 cây rồi. 7 cây hay 5 cây nhờ? 7 cây. Trên 4, 5, 6, 7. Cái nòng kia bìa cắt kiểu gì? Ở nhà mày có được chuốt dao? Có rồi. Ôi, sạch rồi. Ở trong còn cứt lại chết rồi. Run thôi, sợ run thôi. Này làm tao không thấy đảm bảo mấy. Thằng
hết độ dốc ngay. Cho ít thôi, mặn. Đấy, cho vào chấm này được. Anh cho vào canh nhiều quá tí nó mặn ấy. Tạm thời thả một gói trong trước nha. Không gà gấm cắt cây nữa nhá. Uống rượu không gà gấm cắt cây, cắt xong hết sáng rồi. Hôm nay là không say không về à? Đâu, chiều còn làm nhá. Đấy, có mâm này, mâm này. Bày mâm này người ta bày cho mà cúng thôi, bày cúng thôi. Bên này là thớt. Thớt luôn à? Ừ. Vừa mâm vừa thớt đấy, hai công dụng đấy nhỉ. Vừa ghê lắm. Đây là lòng chó. Anh uống rượu của anh. Anh nào ngồi bên kia đi. Em ngồi bên này ra. Anh nào lấy em ngụm nước nào. Này làm cái đời đúa sao nhìn nó gian nan thế. Đây. Tạm thế thôi. Cảnh nó rất mà. Bác không tạm. Hôm qua mình ăn ở ngoài cũng vậy. Đâu cứ để đây. Thôi rồi. Mỗi người ba người ba chai rượu à? Kinh nhỉ. Mỗi người tua luôn đi. Hôm nay hết phép này các bạn. Khoán. Khoán này. Khoán à? Chia ba là chia đều à? Không tí thiệt đấy. Trái nước đâu rồi? Chia ra thật mà. Âu cơm anh để đây luôn này. Tí cái này anh đào. Đừng còn xuyên cái con ấy, xuyên lòng chó nướng. Thế xiên lên nướng nó vẫn ngon nhỉ? Ừ. Cứ đặt lên sổ lên không ấy thôi. Khai rượu của anh thôi. Anh đào đi tìm cái que xiên cái này đi. Xong là hơ vào bếp mình vừa ăn dần mà. Mình ăn ngay trước cũng được. Ăn gan đậu này trước được. Cá tắp, mấy cái tắp cái đấy à? Có một cá xiên ngang là được. Đây là lòng chó à? Lòng chó. Quên mất. Nên ra có ít thịt trâu nhờ, lên nướng tuyệt vời luôn. Đấy xong anh nó gác ngang ở bếp là được. Thì ăn uống xong là đi xuống suối này nằm nữa nhờ. Mát. Nằm trên đá. Làm cây ngọn mày cũng trở với. Rồi, đã xong. Đấy, anh đi đặt rồi đấy. Cào cái than kia ra tí. Đỡ phải tắt. Cào than ra xong đặt. Cầu hình vậy. Rồi. Cho mạnh để lên thế là được. Đấy, cho củi lên bên trên. Đừng cho bên dưới này, tí nó lại cháy nhá. Được rồi. Xong rồi. Cái nồi mì tôm cứ để đấy, tí ăn sau đây. Anh phải làm một cái ấy này này, vót nhọn này, ví dụ uống xong đặt cục xuống đây này, chọc xuống đất này luôn. Không bao giờ cứ phải mỗi lần uống phải uống hết à? Người khác giữ luôn. Ra đi, như nào? Đưa chai rồi. Không sao, kiếm để trên này đi. Này, như kiểu đi cắm trại ấy nhỉ? Ừ. Em trở về chưa? Không có đi đâu hay ở nhà? Không à. Thế điện bảo ấy, anh Duy giết chưa? Bảo tối lần tiếp nào là về bảo Long Ninh nó gửi cái số thằng Thắng cho ấy. À, nhà, về gọi hết thằng Thắng thì đang điện cho bố Vũ thằng bố An luôn. Nào anh đào ra đi. Một phát.
làm một ít thôi. Từ túc cái rượu này thôi cho tao luôn. Cái rượu kia đó đồ chưa được. Đưa dùng cái cốc này. Nếu mày đã uống hết này, đào mày cứ mày chạy về nhà tao lấy thôi. Đứa chưa được rượu đấy rồi. Rượu anh đào lấy đâu? Cái đường. Rượu đấy nặng lắm. Nặng hộp cù rồi chết đi. Nặng có miếng ngải của miếng ngải rồi chết đi. Khám hoa chở qua kilo có vần cái tướng này đi đó, nếu là hoa chảy lỗ đó, vần đó mà ốp lúa. Nào. Sáng tuần ơi. Không đây à? Đây mà. Có. Có qua nhau mà. Hết thì phải đi lấy thôi. Nào. À, 5 cái. Qua đây. Đó, nó bảo qua, nó bảo về nhà lấy rượu tao đi. Chiều thôi. Làm nữa cái cầu nữa thôi nha. Làm được là không làm được chứ ngủ. Đúng rồi. Cái kia đâu nhỉ? Phải xem tình hình thế nào đã luôn. Rồi. Đúng bên á. Mời mọi người nhá. Hay à đây rồi. Ta đã có chỗ rồi. Cả để đâu ăn thế rồi. Ăn đi. Ui dù bụng chưa có gì sáng đói. Giờ nó nóng. Không có bát. Chơi thẳng nhá. Ừ nhạt. Đấy em làm bia đậu nào. Ây da. Cái này cái gì phổi à? Nó ăn phổi ấy. Gan phổi lòng. Đi lấy cơm nha. Đi nha. Qua mình không có thời gian nữa nhờ. Không mua cái gan cả tảng với ít thịt về nướng. Nướng rồi. Ừ, nướng. Nướng nó thái ra. Câu tưởng mơ mơ sắc thiếu chứ. Mình lấy miếng kiểu đào khá chứ. Tủ lạnh có mò bóc đứa đứa vứt. Thôi, đào khổ ghê. Thôi ra đây. Nên thì anh đào chạy về lấy. Mà ông nó không bỏ mưa đâu, nào khá ngon chuyển. Có vẻ dầu cần qua nhà, qua chỉ phải mua mấy mớ dầu cần. Để vội quá không kịp lấy. Sáng nay dậy gió sớm, chắc 5 giờ dậy rồi phải không? 5 rưỡi. Đấy, hay đi chợ sớm lắm. Không đi nhanh nhưng không kịp. Không lẽ ra anh mua mấy ít gan xong là lên đây nướng thôi. Mày nướng, mày móc kẹp cái lòng kia như kiểu cái quả giấy. Không giống như kiểu áo lót. Xuyên như giải rồi. Xuyên chán là xuyên, chán thật. Ẩu quá. Căng này. Rồi tự nhiên thôi. Tự nhiên thôi. Ông móm đều thấy lệ vào nhỉ, hôm nay ấy. Ông vào vừa nhiều sái nó thì lấy lên một bịch rượu. Cái rượu này nếu mày đừng có chơi rượu có ngày còn đi tiêu ấy. Chắc gì không cho vào thôi. Ông rượu muốn làm gì không cho vào này. Đây có thêm một mới ấy. Mì tôm anh đào gió tiếp đi với em uống của anh rồi. Miếng này là miếng này, cái này thịt cày thịt thì đen đen. Đóng á. Chó ở trên lán rồi. Sáng nay không biết lấy mấy cái bát về. Quên mất. Nhà thiếu thì lấy bát nhựa nào, anh cả mất công mang những cái âu này về đúng không? Đi. Em làm chưa mai sáng mai dùng lại còn, còn các con các cháu nó đến là sáng mai đến mất công làm rồi. Cơm cả buổi sáng xong là chiều ngồi cả buổi. Ăn xong là mình vứt từ bóng luôn. Mà cứ bảo ông Minh cho em nhắn gửi lời mời ấy, có số trước là em có nhưng bây giờ em mất đâu rồi. Mọn long được anh nhỉ? Lật đi, anh lật đi. Ôi, mai em đấy, lật cho nó khô vào. Khô vàng mà mới được. Bà ngoại mai đóng cửa hết lên nhà em ăn 30 tháng 4. Không đi đâu nhá, hôm nay em điểm trước từ hôm nay không sợ mọi người bận đấy. Cái Phương nó đang xuống nhà thằng Thắng giảng sợ không có lại không có số. Cho thêm cửa giảng. Nước Phương mà lá nó ngay lắm. Dạ. Lá lẩu lưu. Tóm cuối rồi nữa. Anh cứ để xuống đây đã, đấy. Bơ mày bá quá rồi. Cái này có kéo đi dưới cắt hơn nhỉ? À bơ bá mày nữa. Lấy xong cắt không vào. Không nghĩa là phải bả, không bơ lâu lắm. Cắt rồi anh cho vào nắp này này, đấy. Ừ đúng rồi, có cái nắp ấy. Anh cầm đi, thích đoạn dài đoạn ngắn. Nào. Chia ba. Cả ba thôi, không phải chia ba. Cầm đi. Trong nó có đồn. Cắt bất phát, đồn. Anh cầm khăn đi. Lên, khăn lên à? Dí vào đây nha. Chứ mà kệ mày nó cắt kiểu gì cắt chứ rồi. Anh chưa vàng mấy. Ây dồi, trong cái lòi ra nhiều thế. Rồi rồi, không ạ. Cái này ăn nó mới tốt. Ôi.
Có vị đắng anh ạ. Nóng đấy. Thuốc sạch rồi. Vài ba lần. Mấy nước rồi nhỉ? 4-5 nước rồi. Này, đang cầm như mày. Mày đừng qua lần nướng chưa vàng mấy nên là chưa nhìn nó chưa hấp dẫn mấy thôi. Ừ. Chưa phải qua là vội quá không có bóp hạt rồi lá chanh. Mẹ nó cắt một tay tối. Thế đấy sáng nay anh mua đúng một miếng gan bằng hai bàn tay này, đấy để nướng lên. Bóp xong là mà lấy cái thớt nữa, đấy. Không mì tôm là mình nấu riêng đúng không? Ngon ngay. Thực sự lại đi mua mấy bìa đậu vào nữa. Hôm qua ăn không có bát. Vẫn hết mùi. Thế anh rủ hai người làm la vi, chiều vẫn làm bình thường. Tội mới buổi trưa không? Tao giờ sắp sửa xanh dây rừng rồi. Tội mới buổi trưa đâu, không có chỗ ngủ. Đây mình đây có vẫn ngủ thác được. Trong này có sóng ảnh anh nào? À có. Có. Bên kia không có sóng đâu nhá. Em sang bên kia mất sóng luôn. Chết trời ơi, mẹ ngày hai nhà tao nộp tiền mạng một năm nữa. Đây có dây báo từ hôm kia rồi. Hôm nay kìm bóng mà không vậy. Ui dồi. Cái này nó không có bạc đâu. Em thử luôn miếng này nhá. Nó bóng không cho về đâu. Thôi thì từng này được đấy. Đấy bên kia nướng tiếp. Nướng tiếp. Tiếp con lửa đâu mà tắt được. Mày cả cào ra đấy. Kẻ nó cứ để đấy cũng được mà. Nó chảy nước mà. Vẫn có than nóng mà. Cứ để nó rồi nó bâu một tí cho nó nó chuyển màu xanh xanh một tí ăn nó mới ngon. Xanh rêu à? Anh cào cái than ra một tí cho nó nóng. Đấy, làm gì mà không có anh thì thò tay vào xem nó nóng không. Đào cái bể đấy là mấy chùm vải về đây nữa cho nó hoành tráng. Ừ. Mà cái này phải đặt chỗ nào đấy, nó có cái dưới này. Kể nó đặt vào khe đây. Đấy, chỗ. Có như vậy. Ừ. Ừ. Đi lấy bãi nhỉ. Mà máy bay có bao nhiêu cái này, có ăn ra mà dùng máy chưa? Bẻ vật, phải ở đây. Khánh ơi Long. Hả? Ừ. Anh Đào lấy ít thôi. Loại này là để trứng luôn đấy nhờ. Lấy ít thôi, không lấy nhiều đâu. Cắt cái lòng nó thơm. Thứ mày để yên đấy. Vải để bán. Ba bốn ngày nữa là chín rồi. Lắm nhọng xanh thế. Nhiều nhờ. Không có một con này đâu. Không đây này. Ô hai con. Ôi giời vải ngon thế. Vải nhà trồng đấy. Tự có đấy. Xanh hồng à. Đấy. Đây quả này mới đẹp này. Đục chút cho mày. Cắm chặt vào. Di xuống đấy. Đấy hôm trước bảo là làm cái lán kia thì ngồi được đấy sướng không nhờ? Thì tại chú hôm nào cũng bận thì thời gian thôi. Mấy hôm nữa chuyển hết cột xong lại làm tiếp rồi. Làm cái lán kia xong đàng hoàng chứ. Xong là tính tiếp nhờ. Anh nào nhờ? Cố gắng là làm nhanh ấy. Đã đi xem ngày cưới vợ rồi bây giờ còn cột thiết còn chưa đủ. Cái vải này nhiều tuổi rồi đấy. Nó phải đến 50 năm rồi. Nó chúc có cần vẫn điều nữa. Cần làm sao bắt chứa xuống hơn nữa. Làm mày tắm hơn nữa. Đây nó cần. Thì quá chứ bên cứ ngắp bên đây rác xong làm ăn không kia. Mày tước một gói súp vào đây đâu. Bóc một gói mì nữa đi.